Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 11. Nahash, người Ammon, đi ra đến vây Gia-be trong Gala-át. Cả dân Gia-be nói cùng Nahash rằng: "Hãy lập ước cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục sự ông." Nahash, người Ammon đáp rằng: "Ta sẽ lập ước cùng các ngươi theo cách này: phải khoét hết thảy con mắt hữu của các ngươi để gieo sự sỉ nhục cho cả Israel." Các trưởng lão Gia-be nói cùng người rằng: "Xin hãy cho chúng tôi 7 ngày đình chiến. Chúng tôi sẽ sai sứ giả đến khắp địa phận Israel. Nếu không ai giải cứu chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đi ra hàng đầu." Vậy, những sứ giả đến Gibea thành của Saul thuật lại các lời ấy cho dân sự nghe. Cả dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Lúc ấy, Saul ở ruộng trở về, đi sau bò mình. Người hỏi rằng: "Cớ chi dân sự khóc như vậy?" Người ta thuật lại lời các người Gia-be đã nói. Vừa nghe tin này, Sa-lơ được thần của Đức Chúa Trời cảm động và cơn giận người nổi phừng phừng. Người bắt một cặp bò, xả ra từng miếng, gửi cho sứ giả đem đến khắp địa phận Israel với lời rao này: "Phàm ai không ra theo Sa-lơ và Sa-mô-en, thì các con bò nó tất sẽ bị làm như vậy." Sự kinh khủng của Đức Giê-hô-va giáng trên dân sự, nên hết thảy chúng đều đi ra như chỉ một người. Sa-lơ kiểm điểm chúng tại Bê-xét, có 300.000 người Israel và 30.000 người Giu-đa. Chúng nói cùng sứ giả đã đến rằng: "Hãy nói cùng người Gia-be trong Gala-át, đến mai khi mặt trời đã nắng nóng thì anh em sẽ được giải cứu." Những sứ giả đi về thuật lại các lời này cho dân Gia-be. Dân này lấy làm vui mừng và nói cùng người Ammon rằng: "Ngày mai chúng ta sẽ đi ra cùng các ngươi. Các ngươi sẽ đãi chúng ta theo ý mình lấy làm phải." Nhưng sáng ngày mai, Saul chia dân sự ra làm ba đạo, hãm dinh dân Ammon vừa lúc canh năm và đánh dân Ammon cho đến gần đứng bóng. Những người thoát khỏi thì bị tán lạc, đến đổi không có hai người chung nhau. Dân sự nói cùng Samuel rằng: "Ai đã nói Saul há sẽ trị vì trên chúng ta sao? Hãy phó những người đó cho chúng tôi giết đi." Nhưng Saul đáp: "Chẳng ai sẽ bị xử tử trong ngày nay, vì ngày nay Đức Giê-hô-va đã làm sự giải cứu trong Israel." Samuel nói cùng dân sự rằng: "Chúng ta hãy đi đến Ginh-ganh đặng lập nước lại." Cả dân sự đều đi đến Ginh-ganh. Tại đó, trước mặt Đức Giê-hô-va, chúng lập Saul làm vua. Tại đó chúng dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. Đoạn Saul và hết thảy người Israel vui mừng khôn xiết. Chương 12. Bây giờ Samuel nói cùng cả Israel rằng: "Ta đã vâng theo mọi lời các ngươi nói cùng ta. Ta đã lập một vua trên các ngươi. Rày, vua ấy sẽ đi trước đầu các ngươi. Còn ta đã già, tóc bạc, các con trai ta ở cùng các ngươi. Ta đã đi trước đầu các ngươi từ khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay. Vậy, ta đi, hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức Giê-hô-va và trước kẻ chịu sức dầu Ngài. Ta có bắt bò ai chăng, bắt lừa ai chăng? Ta có lừa dối ai chăng, hành hung cùng ai chăng? Ta có nhận của hối lộ nơi tay ai, đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng? Ví bằng có làm vậy, ắt ta sẽ trả lại cho các ngươi." Chúng đáp rằng: "Ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi và không nhận lấy chi nơi tay ai hết." Người tiếp rằng: "Đức Giê-hô-va chứng cho các ngươi, kẻ chịu sức dầu của Ngài cũng chứng rằng, ngày nay các ngươi không tìm thấy gì trong tay ta." Chúng đáp: "Nguyện Ngài làm chứng cho." Samuel nói cùng dân sự rằng: "Đức Giê-hô-va là đấng đã lập Môi-se và A-rôn, đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy bây giờ,
hãy ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va. Ta sẽ luận cùng các ngươi về hết thảy những việc công bình mà Đức Giê-hô-va đã làm cho các ngươi và cho tổ phụ các ngươi. Sau khi Gia-cốp đến xứ Ai Cập, tổ phụ các ngươi có kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sai Môi-se và A-rôn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập và lập họ ở trong chỗ này. Nhưng họ quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, nên Ngài phó họ cho Sisera, tổng binh của Hát-so, cho dân Philistin và cho vua Mô-áp. Chúng nó đều tranh chiến cùng họ. Họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi có lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc những ba anh và ác tạc tê. Nhưng bây giờ xin giải cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù nghịch chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự Ngài. Đức Giê-hô-va đã sai Giê-ru-ba-anh, Bê-đan, Giép-thê và Sa-mô-en. Ngài giải cứu các ngươi khỏi kẻ thù nghịch xung quanh các ngươi, và các ngươi đã ở được an ổn vô sự. Song thấy Na-hách, vua dân A-môn đến đánh các ngươi nói cùng ta rằng: không được, phải có một vua cai trị chúng tôi. Mà thật, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã là vua các ngươi. Bây giờ, kìa, vua các ngươi đã chọn và đã cầu xin. Đức Giê-hô-va đã lập người làm vua trên các ngươi. Nếu các ngươi kính sợ Đức Giê-hô-va, phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lệnh của Ngài. Nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Còn nếu các ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va, bội nghịch mạng lệnh của Ngài, thì tay của Đức Giê-hô-va ắt sẽ giáng họa trên các ngươi như đã giáng họa trên tổ phụ các ngươi. Vậy bây giờ hãy đứng tại đây đặng xem việc lớn mà Đức Giê-hô-va sẽ làm trước mắt các ngươi. Ngày nay há chẳng phải là mùa gặt lúa mì sao? Ta sẽ cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ làm sấm sét và mưa, để các ngươi biết và thấy mình đã phạm sự ác lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi vì đã xin một vua. Samuel bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va làm sấm sét và mưa. Cả dân sự lấy làm sợ Đức Giê-hô-va và Samuel lắm. Hết thảy đều nói cùng Samuel rằng: xin hãy vì những đầy tớ của ông mà cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông, hầu cho chúng tôi không chết, vì chúng tôi đã thêm lỗi xin một vua vào các tội khác của chúng tôi. Samuel đáp cùng dân sự rằng: chớ sợ chi. Thật, các ngươi có làm mọi điều ác này, song chớ xây bỏ Đức Giê-hô-va, phải hết lòng phục sự Ngài. Chớ lìa bỏ Ngài đặng đi theo những hình tượng hư không chẳng có ích chi, cũng không biết cứu, vì hình tượng chỉ là hư không mà thôi. Đức Giê-hô-va vì cớ danh lớn mình sẽ chẳng từ bỏ dân sự Ngài. Chính thật, Đức Giê-hô-va đã định các ngươi làm dân sự của Ngài. Còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay. Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài, vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào. Nhưng nếu các ngươi cứ làm ác, thì các ngươi và vua các ngươi chắc sẽ bị diệt vong. Chương 13. Khi Sa-lơ lên ngôi vua thì đã được 40 tuổi. Người đã cai trị trên Israel 2 năm, bèn chọn 3.000 người Israel, 2.000 người đang ở cùng mình tại Mít-ma và trên núi Bê-tên, còn 1.000 người thì ở với Jonathan tại Gibea trong xứ Benjamin. Dân sự còn lại người cho về, ai nấy vào trong trại mình. Jonathan đánh đồn Philistin ở tại Geba. Dân Philistin hay điều đó. Sa-lơ hạ lệnh thổi kèn khắp xứ mà rằng: dân Hebrew khá nghe biết. Vậy cả Israel đều hay rằng Sa-lơ đã đánh đồn Philistin, và Israel bị dân Philistin ghen ghét. Bây giờ dân sự bị nhóm hiệp lại bên Sa-lơ tại Ginh-ganh. Khi ấy dân Philistin hiệp lại đặng đánh Israel. Chúng có 30.000 cỗ xe, 60.000 lính kỵ và quân lính đông như cát trên bờ biển. Vậy chúng nó đi lên đóng trại tại Mít-ma về hướng đông của Bết-a-ven. Dân Israel thấy mình nguy cấp,
vì bị chúng theo riết gần, bèn trốn ẩn trong hang đá, trong bụi bờ, trong gành đá, trong đồn lũy và trong hầm hố. Mấy người Hebrew sang qua sông Giô-đan đến xứ Gát và Ga-la-át. Song Sao-lơ còn ở lại tại Ginh-ganh và hết thảy dân sự đi theo người đều run sợ. Sao-lơ đợi 7 ngày, lạc kỳ của Samuel đã định. Song vì Samuel không đến Ginh-ganh, dân sự bèn tan đi. Bây giờ Sao-lơ nói: "Hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thù ân." Rồi người dân của lễ thiêu. Khi người dân xong, kìa, Samuel bèn đến. Sao-lơ đi ra đón đặng chào người. Nhưng Samuel hỏi: "Ngươi đã làm chi?" Sao-lơ đáp rằng: "Khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngày đã định và dân Philistin đã hiệp lại tại Mít-ma, thì tôi nói rằng: Dân Philistin chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ginh-ganh và tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dân của lễ thiêu." Samuel nói cùng Sao-lơ rằng: "Ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo, thì Đức Giê-hô-va ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va." Đoạn, Samuel đứng dậy, đi từ Ginh-ganh đến Gibea trong xứ Benjamin, rồi Sao-lơ kiểm điểm dân ở cùng mình, có ước chừng 600 người. Sao-lơ và Jonathan, con trai người, cùng quân lính đi theo, đều đóng tại Gibea trong xứ Benjamin, còn dân Philistin hạ trại tại Mít-ma. Từ trong dinh Philistin có một toán quân cướp phá đi ra, chia làm 3 đội. Đội này theo con đường Opra đi về xứ Su-anh, đội kia noi con đường Bết-horon, còn đội thứ 3 theo con đường ranh nằm trên trũng Sê-bô-im về hướng đồng vắng. Vả, trong cả xứ Israel không có thợ rèn, bởi vì dân Philistin đã nói rằng: "Hãy cấm người Hebrew rèn gươm và giáo." Hết thảy Israel, ai nấy đều đi xuống nơi Philistin đặng mướn rèn lưỡi cày, cuốc, rìu và lưỡi hái mình. Lại khi nào lưỡi cày, cuốc, chĩa ba hay là rìu bị mẻ sức, thì đi xuống đặng mài và sửa cái đót lại. Nên trong ngày tranh chiến, chẳng có gươm, cũng không có giáo nơi tay của cả dân sự đi theo Sao-lơ và Jonathan. Chỉ có cho Sao-lơ và Jonathan là con trai người dùng mà thôi. Một đồn quân Philistin kéo ra đặng đón đèo Mít-ma. Thi Thiên 9:14. Hỡi Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Xin hãy sáng rực rỡ Chúa ra. Hỡi quan sát thế gian, hãy trỗi dậy, báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo. Hỡi Đức Giê-hô-va, kẻ ác sẽ được thắng cho đến chừng nào? Chúng nó buông lời nói cách sắc sược, những kẻ làm ác đều phô mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng nó chà nát dân sự Ngài, làm khổ sở cho cơ nghiệp Ngài. Chúng nó giết người quá bùa kẻ khách và làm chết những kẻ mồ côi. Chúng nó rằng: "Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu, Đức Chúa Trời của Gia-cốp chẳng để ý vào." Hỡi người u mê trong dân, khá xem xét. Hỡi kẻ ngu dại, bao giờ các ngươi mới khôn ngoan? Đấng đã gắn tai, há sẽ chẳng nghe sao? Đấng đã nắng con mắt, há sẽ chẳng thấy ư? Đấng sửa phạt các nước, há sẽ chẳng phạt sao? Ấy là Đấng dạy sự tri thức cho loài người. Đức Giê-hô-va biết rằng tư tưởng loài người chỉ là hư không. Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt và dạy luật pháp Ngài cho, để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn, cho đến khi hầm đã đào xong cho những kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài. Vì sự đoán xét sẽ trở về công bình, phàm kẻ nào có lòng ngay thẳng sẽ theo. Ai sẽ vì tôi dấy lên nghịch kẻ dữ? Ai sẽ đứng binh vực tôi đối cùng kẻ làm ác? Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ tôi,
ít nữa linh hồn tôi đã ở nơi nín lặng. Hỡi Đức Giê-hô-va, khi tôi nói chân tôi trợt, thì sự nhân từ Ngài nâng đỡ tôi. Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi. Ngôi kẻ ác, nhờ luật pháp toan sự thiệt hại, há sẽ giao thông với Chúa sao? Chúng nó hiệp nhau lại nghịch linh hồn người công bình và định tội cho huyết vô tội. Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cao của tôi, Đức Chúa Trời tôi là hòn đá, tức nơi tôi nương náu mình. Ngài làm cho sự gian ác chúng nó đổ lại trên chúng nó và diệt chúng nó trong sự hung dữ chúng nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ diệt chúng nó. Chương 37. Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta. Ngài dắt ta ra trong thần Đức Giê-hô-va và đặt ta giữa chủng. Nó đầy những hài cốt. Đoạn, Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy. Này, có nhiều lắm trên đồng chủng đó và đều là khô lắm. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? Ta thưa rằng, lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng nó rằng, hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng, này, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống, rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vậy, ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta. Ta đang nói tiên tri thì có tiếng, và này có động đất. Những xương nhóm lại, hiệp với nhau. Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sinh ra trên những xương ấy, có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong. Bây giờ Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió, hãy nói tiên tri và bảo gió rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy, ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó. Chúng nó sống và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, những hài cốt này, ấy là cả nhà Israel. Này, chúng nó nói rằng, xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả. Vậy, hãy nói tiên tri và bảo chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hỡi dân ta, này, ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ mả các ngươi và làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi. Rồi các ngươi sẽ biết rằng, ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy, thì đã làm thành. Đức Giê-hô-va phán vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy lấy một cây gậy và viết ở trên rằng, cho Giu-đa và cho con cái Israel là bạn người. Hãy lấy một cây gậy khác và viết ở trên rằng, cho Joseph, ấy là cây gậy của Ephraim và của cả nhà Israel là bạn người. Hãy để gậy này với gậy kia hiệp làm một, đặng làm thành một cây trong tay ngươi. Khi các con cái dân ngươi sẽ hỏi ngươi mà rằng, vậy xin cắt nghĩa cho chúng tôi điều đó là gì? Thì ngươi khá trả lời rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ lấy gậy của Joseph và của các chi phái Israel là bạn người, là gậy ở trong tay Ephraim. Ta sẽ hiệp lại với gậy của Judah, đặng làm nên chỉ một gậy mà thôi.
và hai cái sẽ cùng hiệp làm một trong tay ta. Ngươi khá cầm những gậy mà ngươi đã viết chữ ở trên, hiệp lại trong tay ngươi cho chúng nó thấy và nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ kéo con cái Israel ra khỏi giữa các nước mà trong các nước ấy chúng nó đã đi. Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ bốn phương và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng nó. Ta sẽ hiệp chúng nó lại làm chỉ một dân tộc trong đất ấy ở trên núi của Israel. Chỉ một vua sẽ cai trị chúng nó hết thảy. Chúng nó sẽ không thành ra hai dân tộc và không chia ra hai nước nữa. Chúng nó sẽ không tự làm ô uế nữa bởi thần tượng chúng nó, hoặc bởi những vật đáng ghét, hoặc bởi mọi sự phạm tội của mình. Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi mọi nơi ở mà chúng nó đã phạm tội. Ta sẽ làm sạch chúng nó. Vậy thì chúng nó sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Tôi tớ ta là David sẽ làm vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một kẻ chăn. Chúng nó sẽ bước theo các mạng lệnh của ta. Chúng nó sẽ gìn giữ các luật lệ của ta và làm theo. Chúng nó sẽ ở đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp và là đất tổ phụ các ngươi đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời. Tôi tớ ta là David sẽ làm vua chúng nó mãi mãi. Vả, ta sẽ lập với chúng nó một giao ước hòa bình. Ấy sẽ là một giao ước đời đời giữa chúng nó với ta. Ta sẽ lập chúng nó và làm cho đông đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời. Đền tạm ta sẽ ở giữa chúng nó. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Chúng nó sẽ làm dân ta. Bây giờ các nước sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, biệt Israel ra thánh, vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời. Chương 38. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy xây mặt lại cùng gót ở đất Ma-gốc là vua của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh mà nói tiên tri nghịch cùng người. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi gót vua của Rô-sơ, Mê-siếc và Tu-banh, này ta nghịch cùng ngươi. Ta sẽ quay ngươi lại, đặt những mắt trong hàm ngươi, khiến ngươi ra khỏi bờ cõi mình. Ngươi và cả đạo binh ngươi, ngựa cùng ngươi cưỡi ngựa, hết thảy đều mặc áo chiến, hiệp làm cơ binh đông lắm, mang những thuẫn lớn thuẫn nhỏ, và hết thảy đều cầm gươm. Những lính chiến của Pharaoh, Gut và Phut sẽ ở cùng chúng nó, hết thảy đều mang thuẫn và đội mão trụ. Gome và hết thảy quân đội nó, nhà Togama ở phía cực bắc với hết thảy bè đảng nó, tức là nhiều dân, sẽ phụ về ngươi. Ngươi khá sẵn sàng. Ngươi cùng hết thảy dân chúng nhóm lại xung quanh ngươi khá sửa soạn trước. Ngươi hãy làm tướng chúng nó. Sau nhiều ngày, ngươi sẽ lãnh mạng ra đi. Trong những năm sau rốt, ngươi sẽ đến trong một đất là đất đã được giải cứu khỏi gươm và nhóm lại từ giữa nhiều dân tộc. Ngươi sẽ đến trên núi Israel là nơi đổ nát đã lâu, nhưng nó đã được đem về từ giữa các dân và chúng nó hết thảy sẽ ở yên. Ngươi sẽ sấn tới, sẽ đến như gió bão, như một đám mây trùm cả đất, ngươi, mọi đạo binh ngươi và nhiều dân tộc với ngươi. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Trong những ngày đó, có ý tưởng sẽ dấy lên trong trí ngươi. Ngươi sẽ định mưu kế hung dữ. Ngươi sẽ nói rằng: Ta sẽ đi đến đất có làng, không có thành quách. Ta sẽ đến cùng những dân yên lặng an ổn. Hết thảy ở trong những nơi không có tường, không then và không cửa. Ta sẽ ra trận, đặng cướp và lấy của, đặng giang tay trên những nơi đổ nát đó mà nay đã có dân cư, và trên một dân đã được đem về từ giữa các nước,
có những súc vật và của cải ăn ở giữa thế gian. Sheba và Dedan, những con buôn của Tareshi và hết thảy những sư tử tơ của nó sẽ nói cùng ngươi rằng: có phải ngươi đến đặng bóc lột, ngươi nhóm quân đội mình lại đặng cướp của, đặng đem bạc và vàng đi, đặng lấy những súc vật và của cải, đặng làm một sự cướp giật lớn sao? Vậy nên, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo gót rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: trong ngày đó, khi dân Israel của ta ở yên ổn, ngươi há chẳng phải sẽ biết sao? Bây giờ, ngươi sẽ đến từ nơi ngươi, từ phương cực bắc, ngươi và nhiều dân ở với ngươi, hết thảy đều cưỡi ngựa, người đông nhiều hiệp nên một đạo binh mạnh. Hỡi Gót, ngươi sẽ đến đánh dân Israel ta như một đám mây che phủ đất. Thật vậy, trong những ngày sau rốt, ta sẽ khiến ngươi đi đánh đất ta, hầu cho các dân tộc học mà nhìn biết ta, khi ta sẽ được tỏ ra thánh bởi ngươi trước mắt chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: xưa kia, ta đã cậy tôi tớ ta là các tiên tri của Israel trong những thời đó trải nhiều năm. Họ đã nói tiên tri rằng: ta sẽ khiến ngươi đến nghịch cùng dân ta. Ấy há chẳng phải là ta đã phán về ngươi sao? Chúa Giê-hô-va phán: sẽ xảy đến trong ngày đó là ngày Gót sẽ đi đánh đất Israel, thì cơn giận của ta sẽ nổi trên lỗ mũi ta. Ta đang ghen tương, đang giận phừng phừng mà nói rằng: thật, trong ngày đó sẽ có sự rúng động lớn phát ra trong đất Israel. Trước mặt ta, những cá biển, những chim trời, những loài thú đồng, hết thảy những côn trùng bò trên đất, hết thảy những người ở trên mặt đất sẽ đều run rẩy. Những núi đều bị quăng xuống, những vách đá đều đổ xuống, hết thảy những tường đều bị sụp xuống đất. Chúa Giê-hô-va phán: ta sẽ gọi gươm đến nghịch cùng nó ở trên mọi núi của ta. Ai nấy sẽ xây gươm lại nghịch cùng anh em mình. Ta sẽ làm sự xét đoán nghịch cùng nó bởi dịch lệ và bởi máu. Ta sẽ khiến những trận mưa dầm, mưa đá, lửa và diêm sinh đổ xuống trên nó, trên đạo binh nó và dân đông đi với nó. Ấy vậy, ta sẽ làm sáng danh ta, sẽ tỏ mình ra thánh và sẽ được nhận biết trước mắt nhiều dân tộc. Chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.